Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2020, anh em mình xin ra mắt giới thiệu với anh em là 8 phôi mai vàng ha. Mình lên hàng khá đẹp mà giá mềm để phục vụ cho anh em ha. Hôm nay hàng đại, hàng bự không nha anh em. Đó. Đây bắt đầu là cây số 1, cây mai vàng dáng thú quỳ ha. Củ rất đẹp nha anh em. Cao mét mấy ha. Cây này đúng anh em nuôi đường dài là rất là tương lai nha anh em. Dáng như thú quỳ vậy ha. Nhìn ngoài nó bự lắm nha anh em. Rồi, tiếp theo phong mạch số 2 là thăng trực quân tử xù hơi ha. Tay cành lên tới đọt rất đẹp nha anh em. Số 3 là thăng trực tay cành đẹp ha. Sát lớn giá mềm. Số 4 là tam đai nha anh em. Tam tại luôn ha. Sát lớn luôn. Số 5 là thăng trực cũ rất đẹp nha anh em. Giá mềm như hưu nghị. Số 6 là lùng lực đế khủng nha anh em. Số 7 là dáng hơi siêu đối đẹp ha. Số 8 là dáng bay gốc nhớt ghép vỏ hô đất từ nhỏ nha nè. Lên 8 phôi hôm nay hàng khá đẹp mà giá mềm cho anh em hữu nghị cho anh em chơi ha. Rồi, nhắc lại số điện thoại đi em ơi. Số điện thoại là 0939860078 nha cô chú anh chị nha. Rồi, số điện thoại của Quyền ở bổ sung góc trái màn hình chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha. Anh em có thích cái nào cũng liên hệ trực tiếp chú Quyền nha. Bắt đầu là cây số 1, cái mai vàng dáng quỳ một cốt phong cao ha. Khá đẹp. Như con thú quỳ rất bự nha anh em. Hàng này hàng tương lai ha. Anh em là nuôi bồn mà sau này cây này có tiền lắm nha anh em. Nó nặng cây rất đẹp nha. Quá ok. Để gấp phơi vậy nè. Để nguyên cái củ gấp để giữ ha. Gót đọt thôi nha anh em, thân nặng cậy lên tới đọt thôi ha, chân cành rất ok. Rồi cho thông số luôn mày. Cái này là chiều cao 1m7 nha. Chiều cao 1m7 nha anh em. Quanh thân là 49. Cái cũ. Cũ đặt. Cũ đặt là 79 nha. Cũ đặt là 79 nha anh em. Quá khiếp cái cũ rồi. Đường kính bầu là 70. Đường kính bầu là 70. Nhìn ngoài là rất bự nha anh em, đường kính bầu 70 luôn đó. Quanh đế tổng là 160 nha. Quanh đế tổng 160. Đế này nè. Cái mã số 1 này em giao lưu với giá là 13 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, cái mã số 1 giá của nó là 13 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền tao quá ha. Rồi, đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 2 là thăng trực quân tử tay cành đẹp, củ đẹp, đế đẹp nha anh em, xù hơi luôn ha, quay đi em. Khá đẹp. Nở hậu rất đẹp nha nè, thân chân cành nhịp nhàng lên tới đọt ha. Xù hơi luôn nha nè, xù nách ha. Khá đẹp. Đây. Cây nước xù rất đẹp nha nè. Xù hơi luôn ha. Chân cành nhịp nhàng lên tới đọt. Rồi, cho thông số luôn mày.
Chiều cao 78. Quần thăng đi chết này là 35 nha. Quần thăng là 35. Đường kính bầu là 58 nha. Đường kính bầu 58. Rồi, đo cái cũ đế luôn mày. Cụ đế là 106 nha. Cụ đế 106. Rồi cái mã số 2 này giá sao mày? Cái mã số 2 này do nuôi giá là 4 triệu 8 nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 2 giống nó là 4 triệu 8 nha em. Hảo cho anh em ship một mình tao quá ha. Rồi đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 3 nha nè. Một cốt chân cạnh rất đẹp ha. Sắc bự ha. Sắc lớn nha nè. Đế cũng 24 giờ vậy nè. Anh em báo giá cho anh em hữu nghị nhà vườn luôn ha. Báo anh em hữu tình xong nước luôn. Rồi, thông số luôn mày. Chiều cao là 124 nha. Chiều cao 124. Quần thăng y chín này là 44 ha. Quần thăng là 44. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu là 60. Rồi cái mã số 3 này giá sao mày? Cái mã số 3 này giao lưu với giá là 4 triệu 6 nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 3 giống nó là 4 triệu 6 nha em. Hảo cho anh em ship mà mình tao quá ha. Giá quá dễ chơi nha em. Cây nhìn ngoài rất lực ha. Rất nặng nha em. Rồi đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 4 nha em. Tam tài ha. Tàn đa rất đẹp nha em. Nở hậu ha nè. Cho thông số luôn mày. Chiều cao là 96 nha. Chiều cao 96. Quần thăng là 41 nha. Quần thăng là 41 nha em. Giá quá. Đường kính bầu. Đường kính bầu là 52 nha. Đường kính bầu 52. Rồi. Giá sao mày? Cái số 4 này giao lưu với giá là 4 triệu 2 nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 4 giống nó là 4 triệu 2 nha em. Hảo cho anh em ship mọi miền tới quốc luôn ha. Hôm nay giá quá hữu tình nha nè. Rồi đã rõ. Rồi tiếp thêm mã số 5 nha nè. Thân trực tay cành đẹp ha. Củ đẹp đế đẹp luôn nha nè. Hôm nay hàng lên hàng tượng tượng nha nè không ha. Bự bự luôn nha nè. Giá mềm mỏng ha. Cũ rất rực rỡ. Cũ quá đẹp. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao 118. Quần thăng vị trí này là 43 ha. Quần thăng là 43. Đường kính bầu là 62. Đường kính bầu là 62. Rồi cái mã số 5 này giá sao ơi? Cái mã số 5 này giao lưu với giá là 4 triệu 4 nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 5 giống nó là 4 triệu 4 nha anh em. Hảo cho anh em ship màu mình tới quắc luôn ha. Rồi đã rõ. Rồi, tiếp theo mã số 6 là thân trực đế đẹp nha anh em. Rồi quay đẹp. Đế nè anh em ơi. Quá rực rỡ nha.
lưỡi rất lực nha nè. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao là 70 nha. Chiều cao là 70. Quần ăn là 38 nha. Quần ăn là 38. Đường kính bầu là 57. Đường kính bầu là 57. Rồi cây mã số 6 này giá sao mày? Rồi cái mã số 6 giá 3,7 triệu nha anh em. Hảo cho anh em với ship mời mày tới quá ha. Rồi đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 7 là mai vàng dáng siêu bay luôn nha anh em. Thằng nó già cây lên xù hơi luôn ha. Chiều cao 58. Quần ăn là 25 nha. Quần ăn là 25. Đến nơm cao 28 nha. Đến nơm cao 28. Đường kính bầu là 45. Đường kính bầu là 45. Rồi cái mã số 7 này giá sao mày? Cái mã số 7 giao lưu giá là 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 7 này giá nó là 2,2 triệu nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi, đã rõ. Rồi tiếp theo mã số 8 nha nè. Gốc nhất ghép dạng hữu đức nha, dáng bay nha nè, khá đẹp. Cái này em chơi bonsai, chơi cái chậu lên cái chậu này gật gỡ luôn nha nè. Gốc nhớt rồi, anh em về chơi luôn ha, khỏi cần ghép chỉnh sửa gì nha nè. Hay, tùy gốc nhớt nó còn ha, sửa đóng vô á. Rồi thông số luôn mày. Quần ăn là 20. Cái cũ là 33 nha. Cái cũ là 33. Chiều dài cần bay là 58. Chiều dài cần bay là 58. Đường kính bầu 38 nha. Đường kính bầu 38. Rồi cái mã số 8 thì giá sao em ơi? Cái mã số 8 giao lưu giá là 1,8 triệu nha luôn chứ anh chị. Rồi cái mã số 8 giống nó là 1,8 triệu nha anh em. Hỏi cho anh em ship mồm miền tao quá ha. Rồi, cái mã số 8 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em mà có thích cái nào có liên hệ trực tiếp với Quyền là số 0939800078 nha anh em. Anh em mà có quý hiệp chưa thì bấm mình cái đăng ký kênh để có động lực đi săn cây và đi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.